thị trường ngày hôm nay tiếp tục tăng giá trong cái sự ngỡ ngàng của rất nhiều anh chị em nhà đầu tư. Ngày hôm qua đã là một cái phiên tăng 15 điểm và ngày hôm nay tiếp tục tăng một pha 5 điểm lên. Thì Na đánh giá rằng là phần lớn anh chị em của chúng ta không rơi vào trạng thái là vui mừng. Bởi vì sao? Bởi vì phần lớn anh chị em của chúng ta vẫn đang còn ngủ say trong giấc mộng về khối ngoại đang còn bán ròng. Và anh chị em không hình dung ra được cũng không có một cái góc nhìn đủ tốt để chúng ta view được thị trường này chính là tích lũy và khả năng đi lên quá cao. Thì chúc mừng những anh chị em trong hệ thống của Leona Stock cũng như là những anh chị em nào đã theo dõi kênh bởi vì ngày hôm nay tiếp tục có một siêu cổ đã vào sóng và anh chị em nào coi kênh của Na thì chúng ta đã đều biết đến siêu cổ đó siêu cổ đó mang tên CTD được không anh chị em và từ những cái ngày mà ở đây đây là ngày 21 tháng 12 là Na đã chia sẻ công khai cho tất cả anh chị em trên kênh về những cổ phiếu có khả năng vô siêu cổ trong đó có bốn cổ phiếu gần như anh chị em ở đây chắc chắn là thuộc lòng bởi vì Na đã chia sẻ về những cổ phiếu này tương đối là lâu trước đó trong cái video bứt tốc siêu kịch bản này từ ngày 6 tháng 12 là từ đầu tháng 12 đã view cho bạn về những cái cổ phiếu này Tuy nhiên có một cổ phiếu thay đổi đó là BVS Bởi vì BVS tạm thời bị mất thế đi lên thành siêu cổ Do đó chúng ta thay thế vào một cổ phiếu khác Và đó chính là NTC Nhìn chung bốn cổ phiếu trong cái những cái buổi chia sẻ của chúng ta Là em đã nói là những cổ phiếu duy nhất có khả năng trở thành siêu cổ trên thị trường này Đó là CTD, PDR, NTL Và cuối cùng đó là NTC Thì ngày hôm nay CTD đã chính thức có một cái phiên tăng đâu đó là hơn 5%, gần 6% Và nó tăng với một cái cây thanh khoản lớn như thế này Na đánh giá cổ phiếu này có khả năng vô sóng tức là vô một cái nhịp tăng rất tốt chứ không phải là một nhịp tăng tính vào vài phần trăm và thêm yếu tố nữa thật sự cũng là khá là hay bởi vì cái kênh của na khá có duyên với ctd bởi vì ngay về cái sóng đầu năm nay bắt đầu từ đầu tháng 3 na đã bắt đầu khởi tạo đánh cùng ctd ngay từ đầu sóng và khi mà mọi người vẫn còn đang nghi ngờ thị trường này có tăng không em thì lúc đó na đã bắt đầu lãi ctd được 46% anh chị em có thể kiểm chứng lại những cái ngày na mua ở đây à, đây là chính là những cái ngày na mua na mua bị trễ chính tỏ là cây này sau đó na cầm cổ phiếu lên đúng những cái ngày ở đây na bán đấy là cái sóng trước của chúng ta và lần này ctd quay trở lại và chắc chắn sẽ cùng có sự góp mặt của leona trong sóng này và na nói luôn với các bạn thị trường này không chỉ có một siêu cổ và sẽ không chỉ có một nhịp tăng duy nhất ở đây và với na na đánh giá thị trường này còn tăng tiếp tục và trong cái sự ngỡ ngàng nghi ngờ của rất nhiều nhà đầu tư thì thị trường nó cứ tiếp tục tăng giá với một cái thanh khoản thấp như này, anh chị em nào cũng chê thị trường xấu, thị trường này không có tiền vào. Tuy nhiên, đó mới là yếu tố mà các nhà tạo lập cho chúng ta thấy được một cái trạng thái rằng là ok, bây giờ tôi kéo này và nhỏ lẻ không hề dám đụng tay vào. Thì với na đó là yếu tố an toàn. Chúng ta đã chia sẻ quá nhiều với nhau trong những cái video trước và anh chị em nào đã cầm nắm được những cái cổ phiếu mạnh nhất thị trường nhớ để lại giúp na một cái nút like cũng như để lại một cái comment rằng anh chị em nào đã xem kênh của na và xem được cầm được siêu cổ nào anh chị em ha. Thời gian trước là cầm được HAG và thời gian này chúng ta có thêm một siêu cổ đó là CTD. Ngoài ra cũng còn ba siêu cổ nữa mà Na đã chia sẻ với các bạn thì khả năng để ba siêu cổ đó đánh lên là rất cao. Ngày hôm nay thì SJC cũng có những cái bước tăng gọi là không quá vượt trội nhưng đây đã là một cái cây tăng giá tương đối tốt trong một cái thị trường gần như không tăng giá như hiện tại. Đồng không chị em? Thị trường không tăng bao nhiêu điểm? Đúng không? Các cổ phiếu khác không tăng bao nhiêu điểm nhưng SJC đã có những cái bước tăng khá là vượt trội và Na nói luôn bốn siêu cổ đó các bạn cầm cho chắc. Bởi vì nếu như thị trường có những cú rung lắc trong tương lai thì đó sẽ là bốn cái cổ phiếu mà chúng ta có khả năng nắm giữ và không chạm lỗ. Đúng không các bạn? Và bây giờ Na sẽ dành cái video này để view cho bạn về rất nhiều thứ khác Không chỉ về, về riêng cái siêu cổ về CTD Mà nó còn là những cái siêu cổ phiếu khác Ví dụ như PDR, NTL Na đã chia sẻ nhiều rồi Thì bây giờ sẽ không nhắc lại với các bạn Nhưng Na nói một lần nữa Những cổ phiếu đó xứng đáng để có cho ngay mục Và để nắm giữ vô cùng với anh chị em Ngoài ra Na cũng sẽ trong video này chia sẻ cho anh chị em về tiên tri sóng tới 1 2024 thịnh vượng Thì mong rằng anh chị em sẽ cố gắng là để lại cho Na một nút like một cái nút follow kênh và một cái comment để chúng ta có cái tinh thần nhiều hơn để chúng ta chia sẻ với nhau. Ngoài ra thì anh chị em nào muốn liên hệ để đồng hành với Na trong room vip để chuẩn bị cho sắm tới thì bạn có thể liên hệ với trợ lý anh chị em học. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái góc nhìn của Na về vấn đề thị trường một góc nhìn rất lớn. Thì Na đã chia sẻ luôn trong cái quá trình thời gian vừa qua rất nhiều đây khả năng cao là vùng tích lũy chứ không phải là vùng phân phối như nhiều người nói và Na không hề mong thị trường rơi. Na chưa bao giờ view cho bạn là thị trường sẽ rơi sâu và với Na thị trường này khả năng cao sẽ lên lại. Do đó từ những cái vị thế mua nền ở đây chúng ta mua đẹp nhất ở nền ở đây thì Na đã quyết định không bán ra cổ phiếu dù thị trường nó có đập xuống đến đây đúng không? Và sau đó chúng ta quyết định đó là nếu mà chúng ta đánh ngắn không mua ở những vùng nền ở đây thì mua ở đâu? Và các bạn thấy được cái sự quyết liệt ở trong nhóm cộng đồng thôi. Bạn nào chưa tham gia cộng đồng có thể tham gia bằng những cái tin nhắn là gửi cho room cộng đồng cũng như room vip cực kỳ quyết liệt. Đó là nếu mà cược thì phải cược từ bây giờ rồi. Đây là ngày 21 anh chị em nhá. Nếu cược thì chúng ta phải cược từ bây giờ rồi chứ đợi nổ lên thì đánh ngắn gì nữa. Tiếp tục đó là nếu mà hiện tại thị trường các bạn xác định chỉ là một cái biên nhỏ thôi, chúng ta buộc phải mua test cung, mua ở nền để cược nổ, nổ xong chúng ta chạy. Đúng không? Còn sóng sánh thì Na sẽ chia sẻ thêm với anh chị em. Đó là cái sự quyết liệt thời gian vừa qua chúng ta đã đồng hành cùng nhau từ những cái video mà khi thị trường vẫn đang giảm. Đúng không các bạn? Từ những video này các bạn ở đây, thị trường vẫn còn đang giảm anh chị em sẽ thấy. Ở đây là những cái ngày mà thị trường vẫn còn đang giảm ngày 19, ép tâm lý bật hồi bất ngờ. Thì chính xác một ngày hôm sau ngày 19 thị trường bật hồi. Ngày 18 là livestream tối hôm nay thì ngày 19 bật hồi và sau đó thị trường đi y chang như cái kịch bản chúng ta đã đưa ra với nhau Na phải nói các bạn gần như bạn nào coi kênh của Na là gần như chúng ta đang kiểu như là đúng là tiên tri về thị trường và các bạn ôn bài đúng bài tủ anh chị em nhìn thử đây là cái đây là cái uh, tin nhắn ngày 21 thật ra thì từ ngày 20 Na đã chia sẻ với anh chị em ở đây rồi đây là ngày 20 Na là trong room vip được không nay Na có chia sẻ cái này cũng có công khai cho cộng đồng chẳng qua là cộng đồng không đọc hoặc không để ý đó là đây từ ngày 20 nhé đó là có một cái tín hiệu đầu tiên để thị trường đi lên rồi tức là ngày 19 bắt đầu hồi phục rồi là có tín hiệu đầu tiên sau đó thị trường có khả năng là sẽ cân bằng lại chứ không phải đi lên ngay và trong những cái nền cân bằng đó sẽ có cổ phiếu lên trước thì các bạn đã thấy rằng là chính xác luôn có cổ phiếu lên trước ví dụ hcm có những cổ phiếu hah rất 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 nhiều những cổ phiếu khác bmb vtb rất nhiều cổ phiếu nổ lên thành công thì khi đó chúng ta có thể kỳ vọng một nhịp tăng về bên trên cho vn Đúng không các bạn và phần lớn các dòng đang tích lũy nên là phần lớn nó sẽ đánh ngắn à, Nhưng mà sẽ có một vài siêu cổ nổ được gọi là nó sẽ vô uptrend luôn là bao gồm CTD, SSC, BDR và NTL Thì với ba siêu cổ này đang nói ngắn gọn lại một lần nữa với anh chị em Với CTD khả năng cao sẽ có một nhịp tăng ở đây Không phải là một nhịp tăng ngắn hạn mà đây sẽ là một nhịp tăng tốt Nên ai cầm được CTD na đánh giá các bạn nên giữ Bởi vì trong một thị trường các bạn đang nắm đầu được một cái con gọi là mạnh nhất thị trường tại sao các bạn bán Giống thời điểm ở đây với na đúng không? Thì Na nhất quyết Na cầm cổ phiếu nhưng các bạn trong room VIP là phần lớn là bán hết ở đây bởi vì các bạn sợ thị trường trước đây chỉ đánh T cộng thôi bởi vì thị trường đi sideways này không bán là mất hàng. Nhưng các bạn phải hiểu giúp Na một điều đó là trong cái thị trường này, nếu các bạn còn cược thị trường đi lên thì đây là những cái cổ phiếu các bạn xứng đáng giữ nhất trong danh mục. Tiếp tục đó là với PDR thì PDR các bạn sẽ thấy ở đây nó có những cái tín hiệu đập xuống này, các bạn biết là Na mua từ những cái vùng trên đây, Na mua quanh cái nền trên đây này các bạn. Thì nó đập xuống, đúng không đập xuống chúng ta nhất quyết một cái vấn đề đó là đập xuống này không phải để rơi mà với na khả năng cao đây chỉ là chỉnh thôi và sau đó chúng ta mua thêm mua thêm lại những cái cổ phiếu ở những cái vùng quanh đây là na đã mua lại của cái bdr rồi và sau đó hiện tại thì cổ phiếu bdr đang có những cây mồi tiền vào sẵn rồi khả năng nổ, nổ lên rất là cao và với những cái cổ phiếu này mà nó nổ lên anh chị em lưu ý những cổ phiếu này sẽ có sẽ có tiềm năng là những cổ phiếu mạnh nhất thị trường do đó anh chị em lưu ý ha còn không phải bởi vì cái thông tin BDR nó đã uh, xử lý xong cái đồng cháy phiếu mà chúng ta mới kỳ vọng về nó bởi vì BDR nó đã thấy dòng tiền nó vào ẩn chứa ở đây đây rất là lâu rồi Nên các bạn nếu có cược thị trường lên thì đây xứng đáng là những cổ phiếu các bạn nắm giữ trong danh mục tiếp tục đó là cái con NTL NTL tương tự anh chị em với NTL các bạn thấy nó rũ xuống đập xuống phát bật hồi lại ngay bật hồi lại ngay na có đưa một cái mẫu hình cho anh chị em xem thử nếu nó đánh được như vậy y chang nó sẽ thành siêu cổ đó là khi nó đập xuống liền vòng lên tiền dần vào và sau đó có những cú nổ lên trên các bạn biết ntl sẽ thành siêu cổ thì ở đây ntl đang có những tín hiệu tương tự tức là các bạn thấy đập xuống bật hồi ngay lập tức và có dòng tiền mồi vào rồi nếu ở đây ntl nổ được một cây nữa các bạn sẽ biết luôn ntl siêu cổ đúng không anh chị em tuy nhiên thì na không khuyến nghị anh chị em mua cây nổ nữa bởi vì na phải nói thật bạn đó là mua cây nổ cái giá bị cao nên là em đã sẵn sàng em mua trước những con cổ phiếu này rồi Và chúng ta chỉ đợi chờ cho, cho những cây nổ thì chúng ta sẽ biết chúng ta đúng mất thôi Và tiếp tục con cuối cùng đó SSC SSC ngày hôm nay tiếp tục có một cây mùi tiền vào Các bạn có thể kêu nó bị cắt đầu Nhưng trong một thị trường hiện tại, thị trường thanh khoản yếu mà nó đã đánh được như thế này Thì nó không phải là top một thị trường thì nó gọi là cái gì các bạn Đồ hồng Na không khuyến nghị các bạn mua đuổi thêm ở trên đây Nhưng với bạn nào nắm giữ, Na vẫn đánh giá anh chị em nên cầm đây là một cổ phiếu quá tuyệt vời để bạn có thể cầm. Chứ bây giờ bạn bán con này ra, bạn mua con gì nữa? Anh chị em lưu ý ha, đây là những cổ phiếu xứng đáng các bạn cầm trong danh mục. Và Na đánh giá đây là top 1 rồi, không có hơn. Được không? ngoài ra thì có vài cổ phiếu như pmp nó tăng rất tốt nhưng đây là những cái cổ phiếu nó tương đối là thanh khoản bé thì không thể là phím cho anh chị em nhưng anh chị em nào trên livestream đều biết na khen những cổ phiếu này rồi được không anh chị em hả vậy thì với những cái tình trạng những cổ phiếu siêu cổ đó thì giờ chúng ta quay trở lại với vấn đề của thị trường và na sẽ tiên tri cho sóng tới cùng anh chị em anh chị em có nhớ từ video đó na đã vẽ kịch bản cho anh chị em về cái thị trường này rồi tức là các bạn sẽ thấy được nếu thị trường này bắt đầu có những cái cổ phiếu nó nổ lên mà những cổ phiếu đó nó dẫn dắt cho một thị trường thì khả năng thị trường có uptrend đúng không thì với na thị trường hiện tại để có khả năng có uptrend hay không đánh giá năm tới quý 1 khả năng cao chúng ta sẽ có uptrend. Và quý 1 không phải là quá xa đâu, bởi vì bây giờ là đã bắt đầu kết thúc tháng 12 rồi. Thì quý 1 là nó đến ngay đây rồi. Vậy nên anh chị em lưu ý, giai đoạn này là giai đoạn tập trung để chúng ta săn tìm và bạn nào chúng ta muốn tìm kiếm một cái cơ hội đủ tốt như sóng trước chúng ta đánh với nhau từ những cái con cổ phiếu tốt nhất từ thời điểm bên đây. Khi mà nhà nhà người người hô sập hô phân phối chúng ta đã bắt đầu vô tiền để đánh onin thì đến giai đoạn hiện tại chúng ta đã đem được một khoản lãi ở đây về Còn những người mà chúng ta vô sau ở những vùng này còn lâu mới đem lại được cái lợi nhuận mang về anh em lưu ý là tính thời điểm nó rất quan trọng vậy nên là các bạn hãy cố gắng nếu muốn tham gia hãy tham gia từ sớm và hiện tại về một cái góc nhìn lớn này là giá quý 1 năm sau có sóng đúng không nhưng không phải đó là từ bây giờ nó sẽ đi lên một cách chân chu chân chu chân chu ở đây mà khả năng cao nó sẽ có những cú rũ và ngày hôm nay nó đã làm một cái tin nhắn gửi cho cộng đồng và thậm chí là room của nana cũng gửi bởi vì các bạn phải hiểu được là nếu các bạn không có một cái tầm nhìn như vậy còn lâu bạn mới đánh được trong thị trường hiện tại anh chị em nào chưa tham gia cộng đồng thì bạn có thể là kéo xuống những cái phần description dưới đây để anh chị em có thể tham gia những cái cộng đồng ở bên Na chị em ha còn vào room vip thì anh chị em cứ nhắn trực tiếp cho uh, bạn trợ lý để bạn hướng dẫn anh chị em uh, và với thị trường này đây anh chị sẽ thấy nè uh, ở đây các bạn sẽ thấy nếu mà na định hướng thị trường xuống tức bữa giờ nếu na hô thị trường sập vậy thì giờ anh chị em mình phải làm gì đúng không các bạn bởi vì tâm lý các bạn đó là các bạn đã yếu rồi mà gặp thêm một người sợ nữa thì chỉ có ngồi ngoài thôi mà ngồi ngoài thấy khoanh, thả, khoanh thanh khoản nó thấp này khối ngoại nó bán này các bạn thì bận cuối năm này thì các bạn bỏ lơ bỏ lơ nhìn lại một phát là cổ nó tăng hết các bạn có để ý đó là ngày hôm nay nhá mặc dù là thị trường nó tăng nhẹ nhẹ thôi nhưng đầy cổ phiếu nó tăng rồi ví dụ các bạn sẽ thấy những con cổ phiếu như HHV nó tăng rồi đúng không anh chị em nó đã rõ ràng nó tăng rồi Chứ đâu phải là nó còn ở dưới đáy xã hội đâu bạn Rõ ràng các cổ phiếu nó cứ một ngày Nó tăng một phần trăm, tăng nửa phần trăm Nhưng nó đang dần dần bò lên Và anh chị em đôi khi chúng ta chỉ cần bỏ lỡ vài phiên thôi Là chúng ta xác định là không còn gì để nói với nhau Tiếp tục sau, tiếp tục nha Đó là thị trường này khả năng cao Khả năng cao này các bạn Là nó sẽ kéo ở đây khả năng cao kéo đó, bởi vì các dòng ngành nó cân bằng dưới nó kiệt vôn lượng bán ra không còn nhà đầu tư nhỏ lẻ không đu bám sau đó là dần dần nổ lên rồi thì những cái con chưa nổ khả năng cao sẽ nổ và thị trường này kiểu gì cũng sẽ có một cái cú nổ lên và nó nói luôn cho anh chị em Đó là nếu mà nó kéo chút nữa Nó bung thanh khoản lên bên trên Nhỏ lẻ nó Gọi là những người mà hô sập ấy, Thì họ sẽ buộc đu vào Và chắc chắn với các bạn Ở trên nó Nó sẽ có một cái cú rũ Cú tái tích lũy lại Và sau đó Những người mà mua đuổi Lại tiếp tục cắt lỗ Đúng không các bạn Nhưng mà có một vấn đề như thế này nè Đó là khi mà cắt lỗ xong Nó lại vô sóng chính cái đó mới là vấn đề chính anh chị em tưởng tượng tại sao em lại đưa cho bạn kịch bản đó bởi vì đơn giản các cổ phiếu đánh form y chang như bạn nhìn đại con hhv này thôi bây giờ ví dụ hv em cho là mạnh luôn tăng lên đây làm sao tăng có thể vượt đỉnh ngay được làm sao nó có thể đánh vượt đỉnh tăng luôn được các bạn không thể nào mà lên trên đây dù nó có mạnh nó gặp kháng cự trên đây kiểu gì nó phải rũ nó phải hấp thụ lại giống như ở đây lên đây gặp kháng cự rũ lại hấp thụ lại tích lũy lại nó mới lên được thì ở đây khả năng cao còn nền nữa và các bạn nhìn tổng thể các dòng trên thị trường ví dụ SHS này nổ lên đây có phải gặp kháng cự không đây là dòng chứng khoán Hay các bạn nhìn thử con VND trong dòng đi nổ lên có phải gặp kháng cự trên đây không phải tiếp tục là bọn đất xanh đó ở trên đây kháng cự không kháng cự phải không anh chị em hay là Nam mở HBG các bạn xem trên đây kháng cự không kháng cự Vậy thì Nam nói bạn luôn là nếu mà thị trường này các bạn không tham tham gia vô sớm á, ở thời điểm hiện tại hoặc là vài phiên trước Nam đã chia sẻ với anh chị em á, thì bạn bị một cái đó là nếu mà thị trường này kéo lên nữa Các bạn bắt buộc phải tham gia Nhưng khi các bạn bắt buộc tham gia Thì vô tình nó gặp kháng cự Rất dễ anh chị em sẽ bị cắt lỗ Nhưng cắt lỗ đó xong Ngay lập tức thị trường có khả năng Nếu mà đây cân bằng được nó sẽ vô sóng Và đôi khi các bạn vừa cắt lỗ xong nó vô sóng Các bạn đồ dám mua lại Mà nó chỉ cho bạn một cái đặc điểm Đó là khi nó bắt đầu khởi tạo sóng Khi nó vừa rũ xong rồi nó sẽ không rũ lại nữa Và anh chị em, anh chị em sẽ phải buộc đu giá cao Ví dụ ở đây này, Nó rũ phát đây này, Các bạn phải cắt lỗ Đúng không? Anh chị em ở đây không đua Lên trên đây phải đua vào Đua vào đây nó cắt lỗ cho ở đây Xong rồi sao dám mua lại được Sao dám mua lại xong phát nó kéo lên luôn Thì anh chị em gần như mất sóng từ những cái bước đi nhỏ nhỏ thôi mà nó nói thật bạn là nếu các bạn cứ có cái tư duy là chúng ta sợ 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 xong rồi thôi đợi khi nào an toàn rồi đánh kiểu gì bạn ăn bồ được không còn với em em nói thật bạn đó là cái chiến lược hiện tại chúng ta đã đi cùng thị trường và gần như chúng ta view thị trường gần như đúng hết rồi thì bây giờ dù nhá cho là cái cú này nó có là bull trap cái tổn thất của em nó không cao bởi vì vị thế em nền nó chỉ có những người mà người ta vô sau người ta phô mô trong vài phiên tới đúng không mà nếu như thị trường có thực sự về 900 như bạn nghĩ thì những người vô sau đó sẽ là những người chết nên suy cho cùng em nói với các bạn về một cái tiên tri về thị trường em đánh giá vớni khả năng cao sẽ có những cái cú nó kéo nhất ngược lên trên ở những cái vùng trên đây à, biên nào thì tạm thời chúng ta chưa thể là chắc chắn nhưng khả năng cao khi nó bắt đầu nó chạy nó mở biên trên đây và bung thanh khoản lên sau đó sau đó các bạn sẽ thấy dần dần các cổ phiếu nổ lên hết bên trên Khả năng cao là sau cú nổ đó đôi khi vấn đề sẽ có thể cân bằng thêm tí cũng được Nhưng sau đó khả năng nó sẽ bị chỉnh về Cú chỉnh đó xong thì khả năng cao sẽ vô sóng Và đó chính là sóng của năm sau đó là một cái năm thịnh vượng và trong một năm các bạn sẽ thấy đôi khi nó chỉ có một con sóng thôi. Nếu anh chị em không bắt được đúng thời điểm đó các bạn sẽ không bắt được luôn ha thì anh chị em nào thấy cái video này hay nhớ để lại cho nam một nút like đồng thời follow kênh và share livestream cho những anh chị em nào chúng ta cùng làm về mảng đầu tư cùng tham gia đầu tư để chúng ta có một cái view nó tốt hơn tránh những cái tình trạng là thời gian vừa qua cắt lỗ liên tục liên tục liên tục sau đó đó là lỡ nhịp bây giờ là thị trường đã kéo lên trên biên trên luôn rồi thì bạn vẫn không vào được hàng tâm lý vẫn đang rất, rất sợ hãi bởi vì thanh khoản thị trường không có nhưng na cá chắc bạn các bạn đợi thanh khoản một phát là ăn bồ vậy thì cái chiến lược của na trong vài phiên tới là như thế nào na nói luôn với các bạn hiện tại trên thị trường này phần lớn các cổ phiếu nó đã lên hết rồi và trong ngày hôm nay na cũng đã chia sẻ cho anh chị em trong cộng đồng à, trong room vip của na chứ đó là anh chị em nào thiếu hàng anh chị em nhặt cho em đúng không nhà cho em nhưng cổ phiếu nào em đã chia sẻ ngày hôm nay em có chia sẻ vài dòng đó đúng không thì thật ra, ra em chia lại bởi vì đơn giản là em cần phải có một cái sự ưu tiên hơn cho những khách hàng room vip không thể nào mà đưa quyền lợi của khách hàng room vip ra cho tất cả khách hàng thì khi đó khách hàng room vip của em sẽ cảm thấy rất là thiệt thòi ở đây các bạn sẽ thấy các cổ phiếu sẵn sàng đánh lên đây là sáng sáng nay em nhắn cho khách thì ở đây có một dòng mà tí nữa em sẽ chia sẻ đúng không dòng phân bón hóa chất đúng không là ngày hôm nay dgc đã tăng đầu tư công ngày hôm nay cũng có tăng nhưng mà nhìn chung HV tăng mạnh nhất thì bạn nào mua được đầu phiên là nó ổn còn đôi khi bạn đua cuối phiên thì gọi đua khi nó tăng lợi nhuận có giai đoạn này chỉ có thể mua nền thôi đó không anh chị em là về góc nhìn lớn là chúng ta nếu mà chúng ta bây giờ mà chúng ta có trạng thái như này giờ em tổng hợp lại nếu như thị trường này về góc nhìn lớn mà anh chị em chúng ta mà gọi là đợi thị trường về 900 chắc mùa quýt quá em nghĩ trường hợp đó chưa có và nếu mà như thị trường có những cái biến đổi nào đó em sẽ thay đổi kế hoạch sau còn bây giờ thị trường đang đi những cái bước đi như hiện tại vị mô chưa có gì xấu em sẽ view thị trường có khả năng lên và khả năng lên mạnh nhất ở đầu quý sau không? đó là góc nhìn lớn và rất dễ những anh chị em trong ngắn hạn mà các bạn sợ thị trường các bạn hô sập sau đó thị trường kéo lên một khúc nữa các bạn đua vào là thứ nhất lỡ cái nhịp tăng ngắn hạn này lỡ thêm cả một cái nhịp sóng năm sau bởi vì các bạn vừa cắt lỗ xong đố các bạn dám mua lại đó là góc nhìn anh chị em nha. về một tầm nhìn lớn về cả góc nhìn ngắn là đều view cho anh chị em rồi vậy thì trong những cái phiên ở đây các bạn sẽ thấy rằng là uh, gần như các cổ phiếu kiệt vốn hết và dần dần đánh lên ngày hôm nay cũng có rất nhiều cổ phiếu đánh lên được rồi thì em kỳ vọng cho vào phiên tới thị trường sẽ tiếp tục đánh lên và ngày hôm nay tiếp tục tạo ra cây test cung của rất nhiều cổ phiếu và trong đó có hai dòng một là chứng khoán ngày hôm nay vci đóng cửa được như thế này khả năng cao nó sẽ có đánh cây nổ lên nhưng mà với những cổ phiếu này thì em không có cái sự gọi là uh, yêu thích quá nhiều nữa và những cái cổ phiếu này khả năng cao sẽ phải tích lũy lại nên với em thì em đánh ngắn thôi nhá hiện tại cái chiến lược của chúng ta nó vẫn như cũ và anh chị em cứ đánh chiến lược này cho em đến khi em thấy được sóng ngành đến khi thị trường lên bên trên rũ lại rồi em thấy sóng ngành thấy được cái dòng nào là đời chúng ta sẽ thay đổi còn nếu không hiện tại chúng ta vẫn đánh chiến lược này một phần cố định và một phần linh hoạt lệ vẫn phần đánh ngắn này này đạt target em sẽ chốt ra còn phần cố định này thì thị trường có làm gì em cũng sẽ không bán phần cố định các bạn nên giữ những con cổ phiếu có khả năng vô sóng hoặc mạnh nhất thị trường còn phần đánh ngắn các bạn cầm con nào cũng được lên đạt biên tôi chốt và phần đánh ngắn thì chốt non tiệm được không vấn đề gì anh chị em hả chúng ta chia hai phần như vậy để làm gì để thứ nhất là khi thị trường nó rũ lại chúng ta đã bán chốt lại được tâm lý chúng ta thoải mái còn tại sao là chúng ta nên giữ một phần cố định bởi vì trong một số trường hợp có một số siêu cổ thị trường có chỉnh nó không chỉnh nên các bạn bán ra các bạn không mua lại được đâu nên tại sao cái chiến lược này là một chiến lược em đánh giá trong uptrend tới em vẫn sẽ áp dụng chứ không phải chỉ riêng trong thị trường hiện tại đâu chẳng qua là cái nắp chúng ta đôi khi chúng ta sẽ nâng lên và thay đổi cái phần cố định này làm sao đó cho nó phù hợp thì anh chị em nào chúng ta quan tâm về sóng quan tâm về cái chiến lược một cách gọi là rất là follow cùng thị trường và kỹ càng anh chị em nhớ follow kênh đồng thời là để lại cho nó nút like để ủng hộ tinh thần để nay có thể làm video nhiều hơn cho anh chị em thì khả năng cao là dòng chứng khoán và bất động sản sẽ là một cái động lực cho thị trường của chúng ta nổ lên trong vài phiên tới khả năng cao bạn bởi vì bây giờ nó có những cây mồi tiền như VCI ngày hôm nay mồi tiền rồi. các bạn sẽ thấy CTS ngày hôm nay mồi tiền hết lên rồi HCM nó lên trước thì không nói ha HCM lên trước rồi thì các bạn không thể nào so sánh ngày hôm nay nó đỏ được bởi vì nó đã lên trước thì nhìn chung những cái cổ phiếu này em không khuyến nghị bạn tham gia nữa nha với dòng chứng khoán thì em không có nhiều cái khuyến nghị kêu bạn tham gia nữa anh chị em nào thích thì quanh nền ví dụ quanh nền thì chúng ta lấy thôi còn em không có khuyến nghị tham gia bởi vì thứ nhất em đã mua rồi Em đã khuyến nghị bạn từ trước rồi Đúng không? Và HCM em đã chốt ra 1 phần 2 Bởi vì đạt target của em rồi Thì do đó thì em không có khuyến nghị bạn vô dòng chứng khoán nữa Và ngoài ra thì có một số dòng khác nó cũng chưa lên Ví dụ trong bất động sản các bạn sẽ thấy Ví dụ các bạn muốn đánh ngắn đi Thật ra vẫn đẩy cổ phiếu cho bạn đánh Ví dụ KDH này ở nền này, Đúng không? Hay là những cổ phiếu như đất xanh này. Ví dụ nó quanh quanh nền này. Thật ra em không khuyến nghị bạn vào đất xanh ra lắm Nhưng ở đây nó tạo cái tất cùng là khả năng đánh rất cao Hay là HDC này Cái này là phím anh chị em nhiều rồi Thì anh chị em lưu ý nha Bữa giờ em nói với bạn một vấn đề thôi Đó là các bạn cứ thấy cái con nào nó đang ở nền Nó cân bằng vốn bé nó tạo cây tách cung Tức là một cái cây vốn nó bé xong rồi nó đóng cửa được cao nhất phiên Anh em vô múc cây đó là xong Chứ không cần phải cái dòng nào cả Bởi vì bây giờ thị trường chưa có leader Thì nhìn chung nếu nó không phải là siêu cổ như bốn siêu cổ em chia sẻ cho các bạn Thì anh chị em cũng chả cần phải lăn tăn Cứ cái nền nó vô mà múc Xong để đánh tích cộng bớt Đúng không các bạn? Rồi sau đó nếu chúng ta có cơ hội thì chúng ta sẽ cùng cơ cấu lại với nhau cái danh mục sau. Đó là tầm nhìn chung về thị trường và em nói luôn bạn. Trong những cái pha bùng nổ lên thị trường chắc chắn khi thị trường bắt đầu bùng nổ lên trên em sẽ dừng mua hoàn toàn trên thị trường này và bắt đầu chốt lão chốt lãi với những điểm mua ngắn hạn và em nói luôn bạn là trong nhịp tăng này nhịp uptrend năm sau khả năng là một nhịp uptrend lớn bởi vì có dòng banh tham chiến anh chị em để ý nhá banh hiện tại đang là có những cái mô hình tích lũy rất tốt với những cổ phiếu ví dụ các bạn sẽ thấy như là cái con bid các bạn cái này là hai cổ phiếu này em đã nói bạn lâu lắm rồi bid và có thêm có acb nữa bid là bạn các bạn để ý đi đây là một cái pha khả năng cao đây là tích lũy rồi bởi vì thị trường bây giờ vùng đất thấp thì đây là tích lũy đây là cú rượu cuối rượu cuối xong liên tục tiền vào đánh như này rất dễ là những cổ phiếu này sẽ có những cái điểm nổ kích hoạt một cái uptrend luôn anh chị em lưu ý nhá những cổ phiếu này khả năng cao là kích hoạt được một uptrend luôn và nó có thể dẫn được cái dòng banh này nó đi lên tuy nhiên thì sóng banh này em không đánh giá quá cao và em cũng không có đánh em không có đánh dòng banh bởi vì em thấy là cái biên lợi nhuận nó bị chậm thành ra em không đánh thôi nhưng mà rất dễ những cổ phiếu dòng banh cũng có những cái nhịp tăng thì những cái bạn nào mà bi quá tức là không còn cổ phiếu nào mua nữa thì các bạn có thể là mua những cổ phiếu banh anh chị em ha à, giờ gọi là bi quá rồi không có cổ phiếu mua thì bắt buộc như thế thôi còn dòng banh em đánh giá với bạn là khả năng cao nó cũng sẽ lên chẳng qua là cái tốc độ nó chậm nên em không chọn để đánh và các bạn yên tâm cho một cái sóng mà có dòng banh nó hỗ trợ thì đó là một cái sóng mạnh nên là năm sau em đánh giá là khá tiềm năng cho thị trường được anh chị em anh chị em nào thấy hay nhớ để lại cho Na nút like anh chị em nhớ Và để lại một cái comment động viên tinh thần của Na Ngoài ra cái sóng này thì em cũng phải phụ trợ thêm cho anh chị em một chút Đó là về cái dòng leader chúng ta chưa nhìn ra được đâu chưa nhìn ra được đâu các bạn chúng ta phải đợi thời gian tới mới nhìn ra được nên là các bạn đừng có đừng có gọi là đánh on in một dòng đúng không? Ví dụ như là cái phần cố định em chia sẻ cho bạn, đó, thì các bạn có thể chia làm nhiều dòng bạn đánh để sau này chúng ta ở xem được chính chính xác dòng này là dòng nào là leader chúng ta sẽ tập trung đánh vốn sau. Còn hiện tại chúng ta đang gọi là đang kỳ vọng thôi, thì nó chưa phải là chính xác là dòng nào là leader anh chị em hả? Vậy thì đó là một số tiên tri của em về thị trường và nếu mà thị trường đi theo kịch bản này thì em nói luôn, những anh chị em nào hô sập chúng ta sẽ bỏ lỡ con sóng, tức là chúng ta sẽ bỏ lỡ đầu sóng và chúng ta bắt buộc phải đuổi giá cao được không anh chị em và hy vọng là được gặp anh chị em trong những cái nhóm cộng đồng hoặc nhóm vip để đồng hành cùng nhau sâu sát hơn anh chị em nào có câu hỏi gì các bạn có thể để lại dưới phần comment à, và um, na nếu mà na thấy được cái gì đó hay ho thì trên livestream livestream na sẽ chia sẻ thêm cùng anh chị em còn đây là cái video nó ngắn gọn thôi thì chúc anh chị em sẽ có một buổi tối vui vẻ và kỳ vọng thị trường sẽ có những cái cây bùng nổ trở lên để chúng ta có thể chốt lại một cách thuận lợi chào anh chị em.